Sáng nay ngày 21 tháng 3, Tổng cục Thuế đã tổ chức lễ công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài itasvn.gzt.gov.vn và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động ITAS Mobile. Qua cổng thông tin điện tử http://itasvn.gzt.gov.vn, nhà cung cấp nước ngoài có thể đăng nhập và kê khai thuế. Sau khi kê khai thuế hoàn tất, người nộp thuế sẽ nhận được email xác nhận, nộp tờ khai và hướng dẫn nộp thuế với mức thuế và số tiền thuế phải nộp. Tổng cục Thuế cho biết, việc tăng cường các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế sẽ thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Từ năm 2018 đến nay, gần 500 tỷ đồng đã được các nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế thông qua các tổ chức tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện này, Tổng cục Thuế đã triển khai ứng dụng ITAS Mobile, ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động, hệ điều hành iOS, Android để hỗ trợ việc nộp thuế online cho người nộp thuế cá nhân. Việc cài đặt sử dụng ITAS sẽ giúp cho người nộp thuế nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước mà không phải mất thời gian đi lại. Người nộp thuế có thể nộp thuế qua điện thoại di động thông minh với số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định quyết tâm thực hiện hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý tài chính quốc gia và quản lý thuế nhà nước, đóng góp chung vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia, của ngành tài chính và ngành thuế Việt Nam.